Thương hiệu Kali vừa ra mắt một mẫu xe đua cao cấp tại thị trường Việt Nam có tên là Premium X. Em này giá chỉ có 11 đến 13 củ. Tuy nhiên đã sở hữu một thiết kế khí đồng học nhé, cực kỳ là đẹp luôn. Ghi đông nhôm đầu cá mập này. Tiếp theo là khung sườn nhôm không mối hàn, thiết kế xé gió nhá. Và càng cũng là càng nhôm không mối hàn, thiết kế xé gió luôn. Bộ chuyển số thì được 3 món của Shimano 2x9 là 18 cấp độ và một đôi Meyer nhôm 6 vòng bạc đạn 4 trong 2 trước cho độ trớn cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và cối của nó là cối nổ nhá. Rất là to. Và chiếc xe này đang được niêm yết tại công ty là 13 củ 6 thì phải. Tuy nhiên khi đến bên em thì mức giá sẽ tốt hơn rất là nhiều nhá, vì em bán tại nhà, cắt giảm được chi phí. Và sau đây mới có phần review chi tiết về cấu hình của em nó. Về khung càng, xe được khung hợp kim nhôm cao cấp 6061 của nhà Kali và xử lý mối hàn 100% nhá. Đây, cái điểm phía dưới này và cả phần đuôi xe này cũng được xử lý mối hàn. Và đặc biệt dây đi âm từ trước ra sau luôn. Đây, đi âm hết luôn, hết vào trong này luôn. Tên này nó đi âm từ trên phần ghi đông. Rất là gọn luôn, không lộ một cái dây nào ra ngoài cả. Và càng phục của nó cũng là càng nhôm không mối hàn nhá. Dây cũng đi âm vào trong này, rất là gọn luôn. Và cái càng này thì thiết kế xé gió nhá, rất là đẹp, rất là khỏe khoắn. Về size số thì em nó có duy nhất một size, đấy là giống đứng 49 và giống ngang của nó là 52,5. Và nó có đâu đến 4 màu, quý vị có thể để danh sách các màu nhá. Về bộ chuyển động, xe được trang bị một đôi Meyer làm bằng nhôm, chạy 2 bạc trước, 4 bạc sau cho độ trớn là mắc binh rồi. Và cái bạc đàn của nó được che chắn rất là cẩn thận, bởi vì đây là một dạng Meyer rất là cao cấp nhá. Meyer này không phải là dạng rẻ, bởi vì đã là full bạc đạn và lên trục bút. Và đây đang là chuẩn của phía trước là 100mm và phía sau là 142mm nhá. Nan sơn tính điện màu đen, chân nan mạ rất là dày để chống rỉ này. Vành là vành nhôm hai lớp dày của Kali và cụ thể là dày 4cm nhá. Rồi tiếp theo nữa là sử dụng van, là van SV. Van này là van cối van xe máy ấy, đi đâu cũng bơm được rất là tiện luôn. Và lốp của nó là lốp của CST của Đài Loan xịn, đi được tầm 15 đến 20.000 cây và cái viền vàng rất là nổi bật. Thông số là 728C, tức là đường kính tổng của nó sẽ xấp xỉ 700mm và độ rộng bánh của nó là 28mm nhé. Và áp suất lốp của nó là bơm từ 5,5 đến 8,3 cân, thường bơm tầm 6 đến 7 cân là ok. Và đây là cái Meyer phía sau, có hai bạc đạn của côn trục và hai bạc đạn của cối. Và đây là cối thả cao cấp Shimano HG và đồng thời là cối nổ luôn nhé. Và sau đây em sẽ test về cái cối của nó. Về bộ truyền động, xe được một đôi bê đan cực kỳ là ngon luôn. Bê đan này là có vỏ nhôm, viền trong này cũng là nhôm và liên kết với nhau bằng con vít này. Thì thằng này nó sẽ liên kết rất là chắc nhé, bởi vì nó cùng một loại vật liệu và nó rất là cứng, thành ra đổ không lo bị vỡ cong vênh. Và đặc biệt là nó chạy bạc luôn nha các bác, rất là trớn. Sáng ra em đã mở ra test cẩn thận luôn, đây là bạc đạn chứ không phải là bạc trượt nữa. Cái đôi này cũng khá là đắt, giá thị trường sẽ rơi vào tầm 250 đến 300 nghìn. Nói chung là Kali đợt này đầu tư đến cái đôi bê đan cũng rất là ngon luôn. Một bộ đùi của Prowell làm bằng nhôm có thông số là 3450T nhá. Cái này là quá thoải mái rồi. Gạt trước của Shimano Sora R3000 cực kỳ cao cấp luôn. Ổ giữa là ổ rỗng rồi, tất nhiên tầm này phải là ổ rỗng và đây là loại BB vặn nhá. Cái này ưu điểm là dễ vam ra vam vào, dễ sửa. Nó chỉ nặng hơn cái thằng ổ ép một chút thôi, tuy nhiên dễ sửa hơn nhiều. Thằng ổ ép thì phải có một bộ vam chuyên dụng hơn nữa. Một cái xích Tech Power của Đài Loan nhá, bảo dưỡng tốt trung tầm được 8.000 cây. Đây là trên cái nền xích 9 rồi, xích này cũng khá là đắt luôn. Củ sau của Shimano Sora R3000 rất là ngon nhá. Và clip của nó là clip của Sunshine. Clip của Sunshine thông số là 1128T, 2x9 18 cấp độ. Và một đôi tay đề lắc rất là ngon của Sora. Tầm này mà nó like cái đề của thằng Tàu vào thì nó sẽ rẻ nhá. Cái bộ này nó giá thị trường ấy rơi vào tầm 2 triệu 8 đến 3 triệu nếu bán lẻ, vì giá nhập của nó đã rơi vào tầm 2 triệu 3 đến 2 triệu 4 rồi. Chất lượng cực kỳ khác biệt luôn. Về phanh, xe được hệ thống phanh đĩa cơ dầu, tức là truyền lực bằng dây phanh. Và củ của nó là củ dầu nhá. Và củ này thì chất lượng rất là ổn này. Lâu giờ bọn che vào này, Twitter cũng hay lắp cái củ này. Xác suất rò dầu cực kỳ là thấp luôn. Em còn chưa thấy cái nào rò dầu. Mà khi nó đã không rò dầu thì nó với Shimano cũng giống nhau thôi. Bởi vì đã không rò dầu thì cái hiệu suất của nó không thể giảm theo thời gian được. Và tay phanh của nó tích hợp trong tay đề lắc của Sora, bóp rất là nhẹ này. Rất là nhẹ, rất là chắc tay. Độ rơ gần như không có vì đây là một cái loại tay đề mà tích hợp tay phanh cực kỳ cao cấp rồi.
Đây là củ phanh sau này, cũng như phía trước này, và cái đĩa phanh của nó làm hoa rất là đẹp luôn. Không biết của thằng nào làm nhưng mà làm hoa rất là đẹp, cũng hình như là của bọn M Pro này, cùng hãng với cái củ dầu này luôn. Về hệ thống lái, xe được ghi đông đầu cá mập và chất liệu của nó làm bằng nhôm nhá, và dây đi âm từ phần này, em sẽ quay chi tiết này. Chỗ này có thêm một cái miếng ốp bằng nhựa này nữa để che cái dây đi, rất là gọn gàng luôn. Nước sơn tính điện lên đây thì rất là đẹp luôn. Và bản của nó tất nhiên rồi, đến cao cấp này nó là bản dẹt, vừa xé gió khi đồng học này, và vừa sẽ hấp thu một phần lực nhá, bởi vì cái thiết kế tròn thì nó sẽ không hấp thu lực. Thiết kế dẹt này thì các bác hình dung ấn xuống này này, tì xuống này, nó sẽ có độ rung nhất định, từ đấy nó sẽ giảm cái độ rung tác động lên tay lái. Rồi tiếp theo dây cuốn của nó rất là ngon nhá, nói chung là tầm đắt thì cái dây cuốn nó sẽ một cái loại rơi vào tầm 200-300 nghìn một dây. Rồi pô tăng thì tất nhiên làm bằng nhôm thì liền đây rồi, chén cổ làm bằng nhôm của Netco luôn nhá. Ốp chỗ này làm bằng nhựa này, bởi vì cái dây âm đi chỗ này thì ốp đoàn này bắt buộc phải làm nhựa, em chưa thấy nó làm bằng chất liệu khác. Khả năng cũng có thể nó có một số loại cao cấp nó làm bằng carbon cũng nên. Mới cái cọc yên nhôm bản dẹt rất là đẹp luôn, bản nhẹt là xé gió rồi. Cái khóa cọc yên thì không có khóa mở nhanh, bởi vì cái dạng này không có khóa mở nhanh. Dùng lục này là lục 4mm nhá. Và cái yên của nó cũng là một điểm cộng luôn, yên của nó độ dày tốt đối với dòng đua, độ dày này là tốt rồi, có rãnh giữa và chất da ở mức tốt luôn. Cuối cùng là về khối lượng, em nó nặng chỉ có là 10,9 cân bởi vì em nó là full nhôm và phanh đĩa củ dầu. Và khi có bê đan nữa thì nó cộng thêm 300 gram nữa là 11,2 cân. Còn về bảo hành đó là khung sườn 5 năm, phụ tùng 1 năm trừ xăm lốp và bê đan, và có ship code toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Tuy nhiên bên em có yêu cầu cọc một ít chi phí vận chuyển nhá. Và qua tặng đi kèm chất là gá nước, bình nước, khóa 4 số. Ngoài ra thì có tặng thêm một bộ dụng cụ lắp đặt khi các bác lấy nguyên thùng. Và cảm ơn các bác xem hết video. Chúc các bác lựa chọn được mấy xe thật là ưng ý.